Cầm Tâm Tựa Ngọc là dự án phim cổ trang đang rất được mong đợi trong năm 2020. Sau nhiều tin tức đồn đoán về dàn diễn viên trong phim, mới đây, trang Weibo chính thức của đoàn làm phim đã đăng tải những poster đầu tiên, cùng lúc thông báo nam chính và nữ chính tham gia bộ phim là Trung Hán Lương và Đàm Tùng Vận. Ngay sau khi những hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội, fan hâm mộ lại được một phen đứng ngồi không yên bởi tạo hình nhân vật trong phim quá công phu và đẹp mắt. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Thứ Nữ Công Lược của nhà văn Chi Chi, thuộc thể loại cổ trang xuyên không, trạch nữ, cưới trước yêu sau. Bộ phim lấy bối cảnh thời nhà Minh, xoay quanh câu chuyện về một cuộc hôn nhân bị sắp đặt trước của Thập Nhất Lang do Đàm Tùng Vận thủ vai và Từ Lãnh Nghị do Trung Hán Lương thủ vai. Một người là nhị tiểu thư xinh đẹp của nhà họ Thập, một người là đại tướng quân anh tuấn dũng mãnh. Sự kết hợp giữa họ tạo nên những tình tiết vô cùng hấp dẫn và thú vị, tuy nhiên cũng không kém phần ngọt ngào và hài hước đáng yêu. Hứa hẹn, đây sẽ là một trong những dự án phim cổ trang rất hot trong năm 2020 này. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, Cầm Tâm Tựa Ngọc của đạo diễn Mao Côn Vũ đã chính thức được khai máy. Sự kết hợp đặc biệt của cặp đôi Trung Hán Lương và Đàm Tùng Vận khiến cho fan hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng cũng như được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Hy vọng rằng nam thần ngôn tình vạn người mê và nữ thần thanh xuân trong trẻo ngọt ngào sẽ tạo nên những phản ứng hóa học sâu đậm, không phụ sự kỳ vọng và yêu mến của khán giả và fan hâm mộ. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.